bằng chéo cắt tông à? Bằng chéo cắt đồng gì đấy? Layer Hoàn Thuyền nhá. Trấn Viên. Ông cháu này Trấn Viên đây. Bạn đang quản ta này vào không? Layer hết à? Vào luôn bao cháu vào ghế ngồi đi. Dậy đi em cháu ơi, hai thầy từ nãy giờ chưa ngủ à? Rồi, cứ tưởng ngủ rồi. Đấy, quả Layer An Thuyền của em cháu ấy được không? Vợ quay xung quanh luôn cả đỉnh đầu các thứ này. Em cháu này quay xung quanh quay ngang luôn này. Giống như đẹp trai hơn cả thằng An Thuyền luôn ông cháu nhá. Thằng đấy đó chỉ là hàng nháy của các ông cháu thôi, ok chưa? Của ông cháu mà ông cháu 1 lít nhá. Lợ hay là giả tiền? Lợ. Lợ thật à? Thật sao lợ phải bảo ngay từ đầu thôi, khách quen các chú 10 năm rồi thôi chú cho lợ nhá. Bao giờ giảm chú tiền đấy? Năm sau đúng không? Năm sau? Thế đợt này khó khăn thế à? Trên TX2 à? Của nhớ năm sau giảm chú nhá. Thôi khách quen khách 10 năm thì cho hai thằng lợ năm sau, tầm này sang năm giảm chú tiền nhá. Ra đây chú.